eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôm chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trẻ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Xin chào mọi người, Duy Nguyễn và đệ tử Diêm Nữ Tâm Kinh ngày hôm nay sẽ gửi đến các bạn buổi tập thứ 2 của tầng thứ 4 Free Quay. Buổi tập hôm nay chúng ta sẽ tập phần Upper Body gồm có tay vai bụng, tay, vai và cơ bụng. Buổi tập này cũng khá là khó, thôi em hãy cố gắng tập trung nha, tại vì là Upper Body nó rất nhiều bài lắm. Và ngày hôm nay ngoài những bài cũ thì chúng ta tiếp tục luyện những bài mới với tạ dumbbell rất là khó. Em đã khởi động chưa? Uống hết rượu cao chưa? Không, xíu. Rồi uống hết rượu cao đi rồi pha sẵn lên trao vào cao và vô bài tập đầu tiên có tên là Dumbbell Shoulder Press. Ok. Rồi xin trân trọng giới thiệu với em, đây là cái ghế chuyên để đẩy vai. Dạ. Và bài tập hôm nay chúng ta tập là Dumbbell Shoulder Press, một bài tập tác động toàn diện đến cơ vai chúng ta. Vai gồm có 3 cơ vai trước, cơ vai ngoài và cơ vai sau. Bài tập này tác động hết. Nên đó là lý do mà chúng ta phải tập bài này cho tốt. Rồi lên. Nè. Đẩy gần thì gần chạm vào, tay không có khóa khớp nha, cái tay không có vậy nha, đó, cái tay nó không khóa khớp, hai cái đầu tạ nó xéo xéo về, không nên đẩy vậy, đẩy vậy nè, đó, rồi xong rồi xuống, về vị trí cũ, đó, đẩy ra thở ra, ok, rồi làm thử coi, thử lực coi. Rồi nè rồi không có lật cái tay đằng sau nhiều quá em, tay ngang vai thôi, ok, đẩy sát vô đó vậy đó, rồi đẩy, rồi đẩy lên, ráng hai tạ rồi, ok, đừng có chĩa cùi chỏ đằng sau em, cùi chỏ phải chĩa xuống đất đó, nó cùi chỏ nó chĩa xuống đất vậy nè, ok, rồi đẩy lên nhìn ha, đó. Rồi đây. Đó. Đừng có chịu của chỗ đằng sau. Nó phải tập trung, mình kiểm soát tạ nữa. Không tạ nó có lắc, nó lắc. Nhẹ quá ta. Nhẹ quá, tập thử cho nó quen đi. Tập cho nó chuẩn rồi đã. Đó. Nhẹ nhưng mà tập cho nó chuẩn rồi đã. Rồi đẩy ra đi. Em nhìn vô kính kìa. Nhớ đừng có chĩa của chỗ đằng sau nha. Của chỗ nó chĩa xuống đất. Chĩa thẳng đất như này chứ không có chĩa ra phía sau. Rồi được chưa? Xem được chưa đấy? Được, ổn ổn rồi đó. Rồi nặng nhẹ. Nhẹ giờ lên cục 5kg tập thiệt. 3 set bài này. Rồi. Đó, để lên đi. 1 2 3 4 5 6, đừng để tạ chạm em, gần chạm thôi. 7 8 9 10 cái, rồi buông ra, đợi xuống cho. Rồi. Lên 7,5 kg. Uống súp đi, có mệt thì uống súp đi, lên 7,5 kg nha. Rồi lên. Hất lên. Đúng rồi. Đó, hất lên, đúng rồi, chính xác. Rồi, đẩy lên nè. 1 2 3 4 5. Uống lên, tập trung. 6 7 8 9 10. Rồi hai vị trí này, chồng giữ lại, chồng giữ lại. Rồi buông. Để em buông xuống đây. Xuống mất sức. Bây giờ chúng ta sẽ tập set cuối nha. 10kg một bên, 10kg tạ dumbbell cho lần tập đầu tiên. 10kg tạ dumbbell cho lần tập đầu tiên. Rồi
tập trung nè. Cái này em có mang lên được không? Em cứ mang thử đi, được không okay. Sao? Thất đi. Ok. Đó. Rồi, ok, rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi gồng lại giữ, gồng lại giữ. Rồi buông. Cái này bình thường có cuốn cổ tay không anh? Có. Nhưng mà cuốn cổ tay chắc em lên được nặng hơn ấy. Thể theo nguyện vọng á thì cái này là chương trình bonus đấy, lấy excellent nha. Rồi, bây giờ nè đừng có tập sớm. Em để cho em gắng gồng lên chịu đi. Hay xong rồi lên cùng bên kia vậy nè không? Em gồng lên chịu được không? Cuốn nặng đó anh. Hả? Anh bỏ đi. Nè. Rồi, em chịu lên vậy nha. Xong anh lên cục bên đây. Ok. Đây. Nè. Rồi tất nhiên là phải phụ rồi. Rồi ok chưa? Rồi xong. Từ từ đến cầm dưới đã. 1, 2, 3. Nổi không? Đó. Cái đầu. Rồi dứt. Nè. 2. Cái tay này không nổi rồi. Không nổi. Không cố nha. 3. 4. Không nổi thì nói. Đừng không cố nha. 5. 6. Nếu mày có tay rồi. 7. Cái đó thôi. Rồi thả đi. Rồi. 4. Nên là có anh lực lưỡng anh xuống tạ nó được chứ không toan rồi. Con cứu hay không? 15 hơi nặng thôi anh. Đừng có ảo tưởng nha. Tất nhiên là nặng rồi. Từ 10, 15, 15 mà. Thì em bảo 12 thôi anh, cho 15 mà. Thôi thử thách vậy thôi. Bonus mà, đâu có tính đâu. Rồi tiếp theo là chúng ta quay lại với bài cũ Facebook tập bài sau. Ok. Rồi thử rồi nặng rồi nhẹ. Nặng rồi nhẹ hay vừa? Hơi nặng. Bớt một cục. Rồi bớt một cục. Rồi 1 2 3 4 5 6 7. Tốt, em tập cái này tốt rồi đó. 8 9 10. Giữ. Rồi đuổi thả nha. Ok, đuổi thả. Rồi tốt. Rồi 50 50. Tập cái này, tập cái này. Rồi giúp. 1. Tốt. Bài sau ghê không? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Tốt. 1. 2. 4 5 6 1 7 8 9 1. Ok. Rồi, đuổi thả. Rồi, thả vô luôn. Xong. Rồi, bài tập tiếp theo cũng là cuối cùng của bài ngày hôm nay, đó là bài Upright Row. Bài này có tác dụng là tập vai. Bài đã tập rồi. Thì thật ra thì có nhiều cái cách upright row. Em có thể upright row bằng tạ chu hoặc upright row bằng tạ dumbbell. Ví dụ upright row bằng tạ dumbbell là cầm giày. Đó. Tạ chuông thì cầm một cái chuông cũng tập giày. Nhưng mà hai cách tập đó anh thấy là nó không tốt bằng cái bài này. Anh vẫn thấy cái bài này tốt nhất cho swimmer nữ nên khuyến nghị em nên tập bài này. Còn trường hợp khi mà về nhà không có cái máy này thì chịu. Đây. Nhà không có máy này. Hả? Cầm hai chai nước. Đây, ngón tay cái cầm vậy nè. Cho nó đẹp thôi giống vậy đó. Rồi kéo lên. Tới đây thôi. Không có cần kéo tới đây đâu. Kéo tới ngực. Ok. Đó. Kéo lên giữ một cái, thả xuống. Rồi. Tập đi.
Sao tầm nhẹ quá, em cho bằng này xuống. Chỉ có hai cục vậy? Ba cục vậy? Đúng mà. Nghe hiểu mà. Rồi kéo ơi. Đúng rồi đó. Kéo ha, kéo. Rồi kéo đi. 1 2 3. Bài là bén tóc làm sao cho thấy cái vai. 4 5 6 7 8 9 10. Tốt. Nặng nhẹ. Lên một cục nữa. Rồi uống sấp đi, uống sấp đi, uống sấp đi. Upright row. Tập vai. Đúng rồi. 1 2 3 4 5 lên thở chứ. 6 7 8 9 rồi 10. Rồi tốt. À bà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Cuối nè. Lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giữ. Rồi hạ từ từ. Hạ từ từ rồi hạ xuống luôn. Rồi tốt. Khép lại cơ vai ở đây. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em tiếp tục một bài tập rất là quan trọng của cơ tay sau. Khi mà tập về tay dumbbell, bài tập mới có tên là quan arm dumbbell kickback. Em sử dụng cái ghế bench như vậy. Em bước vô ghế, ngồi tập cái tư thế bend over. Cái bend over là thế sao? Thế này kia là thế bend over nè. Đó. Một chân chống với một tay chống. Đó. Lưng thẳng. Đó. Lưng thẳng lóc, mông cong lên. Đó là tư thế là thế bend over. Thì cái bài tập này á, là mình phải sử dụng tư thế bend over tập. One arm dumbbell kickback. Một cái cánh tay giữ sát người vậy nè. Rồi xong mình dùng lực mình duỗi ra. Ở đây thở. Đó, xong mình đưa về vị trí này là trở lại bình thường. Xong giữ lại, xong thở. Được không? Phần dưới giữ lại nguyên, không có nhúc nhích. Đó, mặt nhìn lại phía trước. Đó. Rồi giờ thử đi. Cái chân bên kia. Cái chân này gác, cái chân kia thẳng. Đúng rồi. Tập tay nào thì cái chân nó gác. Rồi. Tập đi. Đây hả? Rồi. Để cho nó không vướng cái chân. Không nhúc nhích cái này em. Đúng rồi. Cái này em phải gồng em giữ cái này lại. Em chỉ tập cái cánh thôi. Rồi đúng rồi đó. Lên thẳng luôn, lên ráng thẳng luôn. Đó. Là nó sẽ đau cái này. Đúng không? Rồi chuẩn chưa? Rồi nhẹ tạ nhẹ hay nặng? Được rồi anh hả? Rồi vô luôn. Set đầu tiên, bài này 4 set rồi á. Bài này căng á. 4 set mà tập làm 2 lần. Khóc rồi, vô. 1 2 3 4 5. Thở đàng hoàng coi. 6 7 8 9 10. Đổi tay đổi bên. Đổi tay đổi bên nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tốt. Đổi tay đổi bên. Lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, đổi tay đổi bên. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. Tay này lắc quá nha. Rồi ok, nghỉ hoạch đi, uống súp. Xong rồi chuẩn bị tiếp tục. Xét cười. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được rồi. Ở bên. Dạ. Dạ có 5 ký nè. Rồi lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 lên, 2 cái nữa, 9 10. Rồi vô, từ từ. Rồi xong. Rồi phê không, phê không? Phê, phê tay không? Rồi, cái bài này tập đông luôn rồi sao? Phơi tay không? Phơi tay. Trong thế giới freeway á, thì mình tập luyện mình không tập với những cơ nhỏ nhiều. Tại vì những nhóm cơ nhỏ này nè, nó sẽ bị tác động bởi những nhóm cơ lớn. Nó là cái hay của freeway. Do đó em thấy trong hôm nay anh chỉ hướng dẫn em tập bài tay sau, chỉ có 3 set thôi. Đó, và bây giờ chúng ta qua bài tay trước cũng 3 set. Dạ. Đó, đó là linh hồn của game nữ. Chứ còn ví dụ như những người khác á, người ta không biết, người ta sẽ thiết kế game nữ, cái ta thiết kế một cái lịch nó tập tay vai quá nhiều, thì nó dẫn tới thứ nhất á, là mình lãng phí thời gian, thứ hai á, là mình mệt mỏi và mình quá tải, dẫn tới chấn thương rất nguy hiểm. Rồi bài bây giờ tiếp theo là bài dumbbell hammer curl. Thì bài tập này nó không làm to chuột mà làm khỏe tay. Chúng ta cầm hai cái tạ vậy nè, dính vào nhau vậy luôn đó, đứng hai tay ép sát vô, tạ gần chạm đùi, lên thở ra, xuống từ từ. Bà đã làm khỏe cái tay chứ nó không làm to con chuột nên yên tâm. Thử thử đi. Ok, hai cái này giữ sát vô, đúng rồi đó, sâu sâu tí nữa, gần chạm đùi luôn. Ok đó, lên nhẹ nặng nhẹ mà đúng không, rồi lên 5 ký tập thiệt. Vô, nó phải gồng chứ. Ồ, 1 2 3, đúng rồi đó, 4, nè, khỏe này nè, khỏe này nữa nè, 5 6 7 8 9 10. Ok, tốt. 1. Rồi, vô set 2 là 6 ký nha. Ok. Set 3 sẽ là 8-9 kg. Rồi, tập. 1 2 nặng rồi đó. 3 4 5 6 7 8 9 10. Hạ xuống, giữ luôn. Hạ xuống giữ cho nó căng này ra. Rồi thôi chắc được rồi, nó không còn lên đâu. Hết nổi. Tập có 12 kg thì than nè. Uống súp đi. Uống pin, uống pin. Không phải 12 kg là nhiều rồi. Vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái cuối căng luôn, cái cuối thả ra căng luôn. À, căng luôn. Rồi, tốt. Rồi bây giờ á, chúng ta quay lại với người xưa. Đó là cái máy này, máy BBD, vừa tập bụng vừa tập lưng. Nhưng mà hôm nay chúng ta tập kiểu khác, chúng ta không tập nguyên cái bụng nữa, chúng ta tập bụng xiên. Đó, bụng xiên là bụng bên hông nè. Thì bây giờ chúng ta ngồi với chúng ta tập một bên, không có tập hai bên.
Ok. Rồi vậy nha. Ngồi vào. Ngồi. Đây. Nếu mà cái ghế nó dài á thì mình chỉnh lại rồi xong. Cho nó thoải mái. Gập xuống. Nè, thở ra. Nè. Ok. Đó. Cái này có vẻ nó hơi lố. Rồi. Mời em. Cao quá anh. Gì cao? Không có cao đâu, móc cái mũi vô, lóc chân lại rồi, dứt. Nổi. Không nổi hả? Gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Còn có hai cục thôi đó nha. Phải dài dài đó mới được. Ok. Đây hả? Ta bung đây nè. Đó. Đó dạng dạng gì đó. Đúng chưa? Đúng rồi. Tập thiệt chưa? Chưa mà. Thử ok. Thiệt hay? Thiệt có lên tạ không? Lên. Lên 10 cục nha. Gì ghê vậy? Đó. Rồi, 3-4 ký. Dứt. 1 2 3 4 5 6 từ từ thôi. 7 từ từ thôi. 8 từ thôi. 9 từ thôi. 10 ok. Đổi hả? Ok rồi. Đổi bên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok rồi, đó mời. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dữ. Rồi. Động tác là động tác tập buông xiên theo cơ chế gập, theo cơ chế crunch. Nó A, tên nó là AB side crunch. Rồi bây giờ chúng ta qua lại bài người xưa, tập buông xiên theo cơ chế xoay. Đây. Rồi bây giờ chúng ta quay lại với người xưa Rotary Toro. Đó. Toro. Rồi vô Rotary Toro. Xoay heo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Từ rồi hạ ra. Rồi tiếp. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yeah. 10. Tốt, dữ. Từ. Tiếp luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tốt, dữ, từ hạ.
căng 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 rồi thép vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi ok tốt rồi em có muốn lấy excellent không? Dạ, đặt đeo cầu rồi đó, giờ làm tập được này thành xuất sắc. Ok hả, rồi qua đây ghế chỉnh sẵn luôn. Bây giờ là chúng ta cũng gặp xiên luôn, nó giống y như bên kia thôi à, nhưng mà cái cơ chế nó khác, cũng gặp xiên, gặp về một bên. Rồi gặp về bên này nha, mắt nhìn thẳng ra cái đèn kìa, nhìn thẳng ra đường luôn. Ok đó, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok rồi kéo đây nè, xuyên bên đây giúp cho nhìn thẳng luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok rồi, thở tiếp. 1 2 3 4 5 cố lên tập trung. 6 7 chung 8 9 10 tốt rồi, cuối nè, rồi tập trung nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giữ rồi, lên. Ok tốt, excellent. Thở đi rồi chuyển bài. Đây uống Aminokem Sub BBT Gym Duy Nguyễn. Trước khi em nhận anh làm sư phụ thì anh đã nói là anh sẽ train em trong khoảng thời gian ngắn nhất để em thực hiện được những bài động tác freeway mà nữ giới ngạo nghễ và tự hào. Thì ngày hôm nay là sẽ có 2 bài. Bài đất là em làm sắp được rồi, còn bài chống đẩy nữa thôi. Đó là những cái bài freeway, đó là những cái bài mà thôi là đầy mạnh mẽ rồi đó. Rồi bây giờ bài này nha. Bài này là bài tập bụng khá là chua, nhìn rất đơn giản mà nó khá là chua. Bài tập được có tên là AB Crawler. Thì em phải dùng cơ tay để em kiểm soát sự thăng bằng, và em dùng cái nguyên cái sức nặng của người chúng ta để chúng ta tập. Nó cũng không đơn giản đâu. Hy vọng làm được. Cái này có thể mua về nhà, nó để tập thêm ở nhà. Tập được thầy cho cái. Thầy có con cái à? Ok, rồi, đó, đơn giản thôi. Đơn giản, thầy chú quá. Đây kéo nó đến đâu và đến đâu. Từ từ. Đây, đầu tiên chúng ta đẩy ra là chúng ta hít vào. Dạ. Kéo vô là thở ra nha, đẩy ra nè. Cái mông, cái này nó khác, nó không có đứng như vậy. Dạ. Cái gì tập được, nó bình thường thôi, nó vậy nè. Không đứng vậy nha. Ok. Nó vậy gãy lưng. Đó vậy nè. Đẩy ra. Đẩy ra. Thế đây giữ lại. Nó yếm khí kéo vô. Thở ra. Bài này là nghi gì đó. Khá là khó đó. Gãy ý đó, nó gãy cầm á. Rồi. Cố gắng đẩy ra hơn cái, thử là chưa tập đâu. Cứ đẩy ra hơn cái rồi. Đây, gồng bụng nè, cái bụng nè. Rồi tới đây kéo được rồi. À, ok, trước mắt vậy đi. Còn sau này quen rồi thì cho nó thấp nữa. Rồi thử vài cái đi. Bài này khó. Từ từ thôi, ok, tốt, kéo vô. Giỏi lắm em. Ok. Rồi, bây giờ động tác AB Roller set thứ nhất. Chân này để xong được không? Ok, chân để vậy thôi, đừng nhõng vò lên được rồi được. Cái lưng phải cong. Cái này không phải là cái bài tập bụng, lưng phải cong. Rồi, em đẩy ra đi. Em đẩy ra. Ok, rồi, tốt. 1 2
3. Đó, tập quen thì cho sâu sâu sát sát chứ nó đẹp. 4. Tốt. 5. Giỏi rồi. Không có kéo vô hết, kéo tới đây dừng nè. Ok, kéo kéo tới đây gồng cơ bụng lại dừng chứ không có kéo vô hết. Rồi, 7. Đó, nhớ gồng cái bụng nha, lúc em vô là kéo cuốn bụng vô gồng lại. Đó. 8. 9 nữa thôi. 2 cái nữa. Rồi, 10. Ok, nó chưa được, nói chung là cái động tác này là em tập ra được hình dáng rồi nhưng mà chưa chuẩn, là những cái cuối nó nặng. Những cái cuối nó chưa được chuẩn lắm. Ok. Đây, thầy làm lại cho coi nè. Tức là nó đang nằm vậy nè, cái chuyện này chưa có tập gì đó, vậy mới tập nè, kéo vô. Là cái bụng phải gồng. Là cái bụng phải gồng nè, bụng gồng kéo vô, chứ không phải cái tay lôi vô, nó khác. Nè, đang ở đây nè, là cái bụng mình gồng. Nó tới đây nè, không? Thì cái thế này ghê không? Đúng không? Cái bụng đang gồng nè. Đó. Chứ không phải là kéo vô tới đây, cái này là cái tay kéo thôi. Không phải là bụng kéo nè. Nè, kéo nè. Đó. Xong rồi nhả ra. Đó. Cái bụng mình gồng rất cứng. Rồi cố gắng cái set thứ hai đi. Vô này. Vô. Rồi. Gồng bụng lôi vô. 1. Rồi. 2. Rồi. 3. Rồi. 4. Rồi. 5. Rồi. 6. Tốt quá. Rồi. 7. Rồi. 8. Rồi. 9. Rồi. 10. Ok, tốt. Dứt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Không thẳng lưng đi, duỗi đi. Nhưng mà không thẳng lưng nè. Nó tay ha, giờ không thẳng lưng. Rồi. 9. Không thẳng ở đây nha. Rồi, ok. 10. Rồi, nhiều khi em lý á, cái chỗ ngay đây của em thẳng là sai nha. Đó, vậy là sai đó, mới vừa rồi là sai. Rồi, tốt, đổi bài. Rồi bây giờ là anh sẽ hướng dẫn em cái bài tập đá bụng. Tức là nâng chân lên tập bụng phần dưới với một chiếc máy chuyên bụng, đó là cái máy này. Đó, máy này là BBF. Thì ở bài tập này á, nó rất là đơn giản, chỉ cần chịu em cầm hai này, em chịu lực ở đây. Đó, chịu lực ở đây xong em khép hai chân lại. Tôi ở đây nè, thấy không? Khép hai chân lại. Đó, xong em nâng lên. Thay vì cái vuông góc em giữ lại một cái. Xong em hạ xuống cho thẳng vậy thôi. Đó. Đó. Đơn giản nhưng mà nó nặng. Vô thử coi. Bài này freeway mà nó nặng lắm, không giỡn đâu. Mấy cái? Đương nhiên là phải 10 cái rồi. 10 cái hoài vậy. Rồi. Đúng rồi, lên thở ra. Wow. Rồi, đúng không? Ok rồi đúng không? Ok rồi. À, tập thật nha. Rồi, tập thật đây. Ủa, chưa tập thật hả? Chưa, mấy thử là đúng chưa? Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, tốt. Nên nhớ, đây là một cái ghế tập rất tốt, phần bụng phía dưới đúng em, là bụng dưới, trên đúng là bụng trên. Còn bài tập hồi nãy là IB Roller là tập nguyên cái bụng luôn. Dạ, trên phía dưới. Ok, còn nếu mà tí đi, tập tiếp.
rồi vô set cuối. Hai set thôi, ráng đá cho cái chân thẳng nha. Nhớ là em nâng, em dùng cái cơ bụng em gồng em đá lên, em nâng cái chân lên chứ phải em đá lên. Em hiểu không? Tức là khi mà động tác như nè, khi mà em đá cái bụng như nè, là cái chân em cũng đá nữa nhưng mà cái chân em nó đá lên chứ phải là cái bụng nó nâng. Còn bây giờ cái bụng nâng là như nè, đó, tốc độ nó chậm hơn, nó khác đúng không? Rồi một đó, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ok, tốt. Giờ chúng ta sẽ qua bài khó hơn. Hướng dẫn em bài hang gin ni cries, giống hệt với bài BBF ni cry bên kia thôi, nhưng mà này khó hơn là chúng ta đu. Chúng ta đu thì cho cái độ freeway nhiều hơn. Còn bên kia là tập là cho vô cái isolation, tức là cái cô lập nhiều hơn. Không khẳng định được bài nào tốt bài nào. Tại vì bài kia nó khóa lưng lại, em tập bụng thôi thì nó rất là tốt. Còn bài này cái lưng em được nhúc nhích, nên em tập nó sẽ đung đưa. Đó. Thì hai bài này kết hợp với nhau thôi. Đây là cái động tác freeway mà nữ tập được á, nhìn cũng rất là mạnh mẽ và đẹp đẽ ha. Quấn vô. Xong rồi lấy cái ghế ra. Xong rồi đu. Đá lên. Đó. Nói đá nhưng mà nâng cái bụng lên. Nó khác. Em đá này, khi mà em đá cái chân em sẽ rất là cao. Còn em nâng cái chân em cao thì em đá này. Đó. Đúng không? Còn em nâng nè. Ok. Khi em nâng cái đùi em nó vuông góc là hết cỡ. Cái đùi nó vuông góc thì cái chân không thể nào nó cao hơn cái đùi được. Nên nhìn là biết tập hắc hay tập không hắc. Vô. Này tập thiệt cũng đi khỏi thử, tại vì bên kia em đã tập rồi. Nó chỉ khác thôi. Nó chỉ khác cái máy thôi. Khi em đá lên sẽ đưa cái ghế ra. Hai set nha. Rồi. Đá đi. Đá đi. Bỏ đi cho em đi. Rồi. Đây là nâng thôi, nâng. Nâng cái chân lên tới đây thôi nè, ok. Cái chân lên tới đây là được. Nâng tức là dùng cái bụng nó kéo. 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, thả ghế vô rồi đó. Còn set nữa nha. Rồi, set cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay ở bài Hanging Knee Cries. Tập bụng dưới, bắt đầu. Bỏ ghế xuống em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nhiều cái, 2 cái hả? 11 12 13 14 15. Rồi, dứt. Bỏ. Dứt. 16 17 18 19 20. Hỏi thôi. Hết mỗi anh. Hết mỗi. Thôi hết rồi, thôi. Anh lấy cái cục tạ đâu ra anh gì vậy? Rồi, buổi tập tạ hôm nay sẽ được khép lại. Và bây giờ là chúng ta xuống dưới, chúng ta thực hiện những động tác cardio nhẹ nhàng với máy elliptical. Ok. Một buổi tập hôm nay rất là nhiều bài, tới 10 bài đó. Em học được rất là nhiều kiến thức và em thấy hôm nay em tập cũng khá tốt với những cái bài mà anh kỳ vọng. Nhất là bài Mirror, thứ hai là bài Hanging Knee Cries. Đó là hai bài mà nó freeway, nó có cái độ khó. Mà khi em tập được đó thì em sẽ đạt được những cái thành công nhất định trong giới gymmer nữ. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bye bye.
xa ra đời, và cuộc đời này không đánh mất được nhau. Cành duyên bao chiều thề hẹn bay cao cùng nhau, xoát đôi bờ mông trước sau. Anh thân trai khi thành công có được, rước em về nguyện ước vợ chim mơ. Cuộc sống thực tại đâu như bài thơ, và hạnh phúc là mộng mơ tình ai. Thứ em cần là bờ vai mạnh mẽ của một người mang khí phách nam nhi. Tình yêu vinh hằng bất diệt cuồng si, bằng cả cuộc sống vinh quang thành công. May mắn em nào đâu nghĩ suy, nguyện suốt một đời sát cánh bên anh. Như bên Vesson oanh liệt mặc cổ thi, lên Paris chết níu tin thôn thứ. Anh oai hùng trên đôi chân mạnh mẽ, em yêu kiều sexy lady. Nhưng cuộc sống bao điều đang chờ ta, cần phấn đấu đâu chỉ có riêng thôi. Chiếc khoe danh vọng hạnh phúc sánh đôi, dám mà tăng cường body fitness. Trong cuộc đời làm sao có hết đây, sẽ rất tự hào một kiếp chim mơ. Buổi tập hôm nay em tập cũng khá là tốt đó. Giờ mình uống uống Lean Body For Her Boss Cao. Về nhà nhớ ăn là xanh sạch đẹp nha, ăn hạn chế calorie, dầu mỡ đồ vô. Chứ coi chừng tập được cái đà này mà ăn không kiểm soát lại nó lên mỡ lắm á, đúng không? Để mình phải giữ cho body mình đẹp. Rồi nhớ uống thêm thực phẩm bổ sung của công ty BBT nha. Đó, em được trợ giá siêu nặng luôn á, nó được lo. Mấy cái món mà hổng mà thầy dạy rồi như là cháo lòng hay là gì, hủ tiếu, bánh canh gì đó. Cảm ơn, bỏ ra khỏi suy nghĩ. Giờ là ăn lại xanh sạch đẹp, protein, cá phát đồ. Rồi uống hết đi. Còn sức thì xông hơi, không sức thì đi về nghỉ ngơi một hồi nha. Bữa sau tập bài lưng xô. Tập bài lưng xô với ngực. Dạ. À, cũng là lower body luôn. Ôi xin lỗi, upper body. À, say hello, bye bye mọi người. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.